người trong chúng ta chỉ dừng lại ở thời điểm đó. Nhiều người vẫn chưa tin và chưa hiểu được những trạng đàn thánh giá thật sự hiện diện trong cuộc sống bình thường của chúng ta. Sự thương phó Đức Kitô đối diện và mỗi trạng thật giống như những khó khăn chúng ta đương đầu mỗi ngày. Mời bạn cùng chúng tôi lên đường thương phó với Giê-xu, vị anh cả từ nhân của phong trào thiếu nhi thánh thể. For most of us, we think of little pictures on the walls of church when we hear the Stations of the Cross. We know that the Stations are about the last few hours of Christ before he died, and remember that it happened 2,000 years ago. But unfortunately, that's where many of us leave it. We don't believe or even understand how the Stations of the Cross are real to us in our regular, everyday lives. Each of the Stations reveal to us that many of the struggles that Christ faced are still very similar to the same struggles that we all still go through today. We invite you now to join the journey with Jesus, the beloved big brother of the Vietnamese Eucharistic movement. Let us pray. Lord Jesus, take me along that holy way you took to your death. Take my mind, my memory, above all, my reluctant heart, and let me see what you once did for me and all the world. Amen. Thế tôi hôm nay thì chiến là người đó. Đi.
Hàng năm, theo phong tục của các ngươi có thể phong tiết một tù nhân. Và giữa hai ngày này, Barabbas hay Jesus, các ngươi chọn ai? Barabbas! Thế còn ông Jesus, cũng gọi là Kitô, đã sẽ làm gì đây? Nên theo ý của các ngươi. Còn ta, ta vô cần, tôi máu người này. Phi-la-tô không phải là người xấu. Ông biết rằng Đức Giê-xu vô tội và tìm cách giải thoát người. Nhưng ông rụt rè nhút nhát. Và cuối cùng, ông để địa vị và quyền lợi lấn át công lý. Đám đông đang lớn tiếng giết, đòi giết Thiên Chúa. Nhìn kỹ xem, bạn có thấy chính mình đang hò hét với họ không? Có bao giờ chúng ta thuận theo đa số mà sống ngược với lương tâm không? Mỗi ngày Chủ nhật, chúng ta tôn vinh Chúa Giê-xu là con Thiên Chúa. Nhưng sau mỗi thánh lễ, cũng chính chúng ta la lên: đóng đinh nó đi, đóng đinh nó vào thập giá. Hỡi người con Chúa đã chữa lành, hỡi bao người Chúa cho ăn no nê, họ đâu cả rồi? Ngay cả các môn đệ thân thiết của Chúa cũng bỏ rơi Ngài. Thương thay, dù chính chúng ta đóng đinh đi và bỏ rơi Thiên Chúa, Ngài vẫn hạ mình chịu chết cho ta. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Jesus, I am often fearful of things that I know will cause me pain, even when they are things that I know I must do. I'm sure that at times you were scared and did not want to go through with it, but you did. You had the courage to embrace your death because through it you knew you would gain eternal life for all of us. Give me the same courage that you have, so I can embrace the trials and the hard times in my life, because through them I know I will find new life. Amen. Trong thế giới này, khi gặp khó khăn,
Chúng ta thường cho rằng Chúa gửi đến thánh giá. Xin bạn nghĩ kỹ xem, thật ra Chúa gửi thánh giá cho chúng ta, hay tội lỗi chúng ta vướng phạm đang đóng thành thập giá cho Chúa Pháp. Chúng con thờ lấy và ngợi khen Chúa Kitô. Let us pray. What are some of the crosses in my life? Do I ask God to help me with my struggles? Do I just complain about my problems to Him? Jesus, you are the best role model anyone could ever have. Help me to pick up my cross and carry it like you carried your cross. Because I know, Lord, that nothing is going to happen that you and I cannot handle together. Amen. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow streets, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk the road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Chặng thứ ba, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất. Đang khi cầu nguyện ở vườn cây dầu, Chúa Giêsu bị trói bắt, tra khảo, đánh đòn. Suốt 24 giờ đồng hồ không ăn ngủ, Ngài ngã gập mặt xuống đất. Bụi đất, đá sỏi trộn với máu làm vết thương thêm đau đớn. Nhưng Ngài vẫn đứng dậy, tiếp tục vác thập giá mà đi. Khi sa ngã, chúng ta có phản ứng gì? Chúng ta có bám víu vào Chúa để đứng dậy, hay chúng ta mãi tìm người mà oán trách? Hãy học ở Chúa đức tính hiền từ và khiêm nhường. Mời bạn đứng dậy, tiếp tục vác thập giá với Chúa Giêsu đến nơi Cha muốn mình đi đến. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Let us pray. What do I do when I fall? Do I ask for strength to get up, or am I too busy trying to find someone to blame? Lord, when I fall, give me the strength. Give me the encouragement to get up. I know that if I get up, I might fall back down again, but let me get up anyways. Let me look at the times when I fall as stepping stones in my journey, rather than stumbling blocks. Amen. Nhiều phen vấp ngã trên con đường đến cận về, vòng gai huyết máu. Chúa ơi, tâm thân đòi đầy. Thập giá trên vai, lê bước trong nhung hình. Cây đắng con Chúa trời,
giang tay trên cho tình yêu. Vì yêu nhân thế Chúa gần lấy muôn tội lỗi, đặt màn an trên thân ra bông im đồi cao. Con Chúa Trời đem sáng thân cứu muôn phàm nhân. Lòng con thôn thức nước mắt ướt tuôn gò má, nhìn lên thân giá Chúa chết đóng đinh vì yêu. Cho hết bao nhiêu cũng không sao bằng tình Chúa yêu con. Chặng thứ tư, Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ. Trên con đường thập giá gian khổ, chúng ta tìm thấy Maria, mẹ Thiên Chúa. Trong cuộc đời Chúa rao giảng, mẹ đứng phía sau, nhường chỗ cho các tông đồ hoạt động cùng Chúa. Đến ngày Chúa chịu tử nạn, khi các tông đồ lẩn trốn, mẹ lại đến gần bên. Thấy con ngã xuống đất, mẹ lao mình qua quân lính và đám đông, bất chấp mọi sự để được nhìn con. Tay mẹ chạm vào thân thể tả tơi của Ngài. Đau đớn nhất là phải nhìn con đau khổ mà không chịu thay cho con được. Khi ấy Chúa Giêsu nhìn người mẹ yêu mến của mình, như thầm nói rằng: con phải hy sinh chính mình, con phải làm theo ý của Cha trên trời, con phải uống chén đắng này, mẹ à. Chúng con thờ lấy và ngợi khen Chúa Kitô. Let us pray. It is often harder to watch those who love experience pain than it is to bear our own. I often forget about the pain that I can bring to others who love me. Jesus, it must have been awful to look into your mother's eyes at such a terrible time. Although loving someone so deeply can also be quite painful, help me to not be afraid to love, because to fear love is to fear life. Amen. Lòng bực bội của Simon tan biến khi Chúa Giêsu nhìn ông.
Sự im lặng và đau khổ của Chúa Giêsu đã đánh động trái tim của ông. Còn chúng ta thì sao? Trong khi khó khăn, chúng ta có mở lòng để Chúa và anh em giúp mình vác thập giá không? Khi gặp người đau khổ, chán nản, chúng ta có quan tâm, chia sẻ với họ như Simon đang vác thánh giá đỡ Chúa Giêsu không? Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Let us pray. Jesus, you accepted help when things were tough. How willing am I to let others help me? Do I see needing help as a sign of weakness? I cannot go through life alone. I have to let other people help me along the way, even from people who I don't know very well. Let me be strong in my weakness by trusting the hand that reaches out to me. Amen. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài. Xin cho con cùng vác vai Ngài. Thật xa trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đắm đuối với Ngài. Xin cho con cùng chết. Veronica lau mặt Chúa. Giữa những đám đông hò hét chế nhạo Đức Kitô, giữa những người lính Roma làm rào chắn không cho dân chúng đến gần, có một người phụ nữ lao mình đến lau mặt cho Chúa. Veronica lau những giọt máu đang chảy từ mão gai đâm vào, lau bụi đất quện mồ hôi máu trên mặt Chúa. Bà hy vọng làm dịu đi nỗi đau khổ của Ngài. Gương mặt Đức Kitô đang chịu nạn được in sâu trong tâm hồn Veronica và trên tấm khăn của bà. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Let us pray. Taking a risk to see the face of God. Wow, how willing am I to be Veronica for those who are struggling? Jesus, help me to be willing to take the risk of helping someone who needs it. When I see someone struggling, give me the courage to help them in any way I can, especially when I'm reluctant and do not want to help, because I know, God, for what I do to the least of your people, I do to you. Amen. Oh, to see the pain written on your face, bearing the awesome weight of sin. Every bitter thought, every evil deed, crowning your blood-stained brow.
Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai. Cái ngã lần này khác lần trước, là Thiên Chúa, Ngài không hề có tội. Ngài ghê tởm tội lỗi vì chúng làm Chúa Cha đau lòng. Giờ đây, khi vác lấy tội lỗi của chúng ta, Ngài có cảm tưởng chính Ngài mắc vào những tội lỗi mà Ngài gánh chịu. Ngài cảm thấy như chính Chúa Cha cũng bỏ rơi Ngài, vì hình ảnh yêu thương của Chúa Cha như đang mờ dần. Nhưng Ngài vẫn đứng dậy, tiếp tục vác thập giá. Có đam mê nào làm chúng ta gục ngã hết lần này đến lần khác không? Hãy đứng dậy, tiếp tục đi với Chúa. Golgotha ngày càng đến gần. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Let us pray. How many times have I struggled and fallen time after time? Even when others were helping me, what am I struggling with that wears me out, hurts me, and makes me want to give up? Jesus, sometimes the struggles of my life are overwhelming, and all my efforts seem to fail. I had hoped that following you would make my path easier, but I can see now that it was not easy for you either. Jesus, when I get tired or disgusted and I fall, please catch me and remind me that you climbed back on your feet and kept going. Amen. Đường lên núi, dẫm cao cạn về chiều nào. Lê bước đi, nghiêng ngả trên con đường gai. Ngày giờ hơi Chúa mang lấy bao nhiêu là đớn đau, lòng xót xa nghẹn ngào không khóc tiếng người. Giêsu Giêsu, con muốn nêu Ngài tha thiết. Ôi Giêsu Giêsu, tình Chúa suốt bao giờ kỳ. Giêsu Giêsu, vì sao Ngài hy sinh chết, chết treo khổ đau, thập giá ngất cao chiều nào. Trận thứ 8, Chúa Giêsu an ủi các phụ nữ Jerusalem. Hỡi chị em thành Jerusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em. Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao? Đàn bà và trẻ em trong thành Jerusalem tìm đến an ủi Chúa Giêsu. Ngài là người đã ban cho họ hy vọng. Ngài giảng dạy cho các bà. Ngài mời gọi các trẻ nhỏ đến với Ngài. Bây giờ Ngài bị bỏ rơi khước từ, bị ném đau khổ tột cùng. Có mấy khi chúng ta chọn bỏ mình, hy sinh như Chúa. Trước cái chết, Chúa chúng ta không lo lắng cho chính mình, mà còn quan tâm và an ủi người khác. Lạy Chúa, xin dạy chúng con luôn ý thức trách nhiệm và bổn phận truyền giáo cho những linh hồn còn sống nhưng chưa biết Chúa. Amen. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Let us pray. When things are tough, sometimes all I think about is myself. I can get irritated by everyone around me, and I just want to scream. But even in your pain, you put aside your feelings and gave your love for others. Help me to do the same.
When things are rough, it is so easy for me to feel sorry for myself. Help me to not so much seek to be consoled, but to console. Amen. Đừng còn đi qua bao đắng cay, quên đi tháng ngày, mi hoen ướt mềm. Tình vụt bay qua như giấc mơ, chỉ còn lại trong vắng trong tầm tay. Tìm về đêm nương thân cho yêu, ngài ôi an lâu khô mắt lệ, ngài diêu mơ. Trên thập giá có loài chim ăn xác đang bay lượn trên trời, tiếng kêu của chúng làm ai cũng khiếp sợ. Chúa Giêsu kiệt sức và ngài ngã xuống đất. Ngài biết mình sắp chết, nhưng ngài vẫn muốn ở cùng các môn đệ của ngài. Ngài lo lắng cho họ, ngài lo lắng cho Simon Phêrô, ngài lo cho Judas Iscariot. Ngài không nghĩ đến mình, nhưng nghĩ đến loài người chúng ta mãi mãi. Ngài xin Chúa Cha tha cho chúng ta, vì chúng ta không biết việc chúng ta đang làm. Ngài xin cho các môn đệ ngài không bị hư mất, không đánh mất niềm tin vào Chúa Cha và vào ngài. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Let us pray. Jesus, there are things in my life that cause me to fall again and again. And sometimes I don't even want to get up anymore. The burdens that I carry have become too heavy for me. Please, Lord, when I get to these points, be my strength, help me up on my feet so I can keep going. Jesus, when I am down to my last breath, please be with me. Amen. Đường tình yêu nào xưa ngày đã đi qua, trong cuộc đời lễ chân miệt mài, từ sáng đến khi chiều rơi. Thank you.
Let us pray. Embarrassment added to the pain. How do I react when others disrespect me? How many times have I been abused? Handling tough times is hard enough, but to have some disrespect me on top of it, that is just too much. Lord, even when they strip you of your dignity, you couldn't take away the one thing that keeps you going, your love for us. Amen. Ai đó yêu môi kinh khi cười che thì nói sao một chỗ ngó nghe chiều treo phản con chỉ biết một đấng Kitô chiều đóng đinh và chết treo để cứu một người. Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi Giêsu, tình Chúa xiết bao diệu kỳ. Giêsu, vì sao Ngài hy sinh chết? Chết chưa khổ đau, thập giá ngất cao chiều nào. Mãi ai biết chăng, vì Chúa quá yêu trần gian. Chặng thứ 11, Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá. Vũ trụ, Thiên Chúa dùng lời để phán và mọi sự đều xảy ra như vậy. Nhưng khi tác tạo con người, Thiên Chúa không phán mà dùng chính bàn tay của Ngài nặng bụng đất nên giống hình ảnh Ngài. Ngay lúc này, con người lại nhẫn tâm lôi kéo bàn tay Thiên Chúa ra mà đóng đinh vào thập giá. Trước cái chết đang chờ sẵn, Đức Giêsu vẫn mở rộng bàn tay để biểu hiện tình yêu trước sự độc ác, căm phẫn của loài người. Ngài xin Cha tha thứ cho những kẻ đang giết chết chính mình. Lạy Chúa Giêsu đóng đinh, xin cho chúng con đôi tay rộng mở và tấm lòng bao dung để đón nhận những vết thương khó lành. Xin cho chúng con can đảm chịu đóng đinh cho anh em thay vì đóng đinh anh em. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa và Chúa ôi trong
Let us pray. Forgive them? How could you say that? They have just sent 3 nails through both of your hands and both of your feet, Lord. Am I forgiving of those who hurt me? Or what about the hurt that I caused to others? Jesus, I am amazed at how you always forgive people, no matter how much they injure you. Is my soul worth all this pain that you went through? Help me to be a living example of your forgiving love by learning the willingness to forgive those who hurt me. Amen. To see the pain of the darkest day, Christ on the road to Calvary, tried by sinful men, torn and beaten then, nailed to a cross of wood. This the power of the cross, Son of God, slain for us. What a love, what a cost we stand forgiven at the cross. Chẳng thứ 12, Chúa Giêsu chết trên thánh giá. Eli, Eli, lema sabachthani. Ê mày, tên này đang gọi ông Elia. Mau, cho nó uống tí giống đi. Khoan đã, hãy xem ông Elia có cứu hạnh không. Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay cha. Xin mời cộng đoàn quý. Đức của Chúa Giêsu đã được tuyên xưng trước mặt thiên hạ qua tấm đạn treo trên thập giá. Nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta thấy đau khổ và chán nản, cảm thấy như Chúa đang bỏ mặc ta. Lạy Chúa Giêsu đứng chết trên thánh giá, xin cho chúng con được phó thác cuộc đời và mạng sống mình trong tay Chúa, được thốt lời xin vâng khi chút hơi thở cuối cùng. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Let us pray. Sometimes there are periods in my life when I feel like God has abandoned me. And it is at these times where I'm at my ultimate low and feel so alone. Even you, Jesus, felt the same loneliness when you ask, "Why hast thou forsaken me?" But you stuck with it till the bitter end. You went through pain and suffering beyond what I can even imagine, and you never gave up. Thank you for giving your all for me, for us. When I'm in pain and feel so alone, you will be my example, and you will help me make it through. Amen. Oh.
Chặng thứ 13, hạ xác Chúa Giêsu xuống khỏi thánh giá. Hơi thở cuối cùng, trái tim người đã bị tên lính thâm thấu, máu và nước chảy ra. Hình ảnh này khơi gọi cho chúng ta nguồn suối mạch của các bí tích tuôn trào. Giáo hội được tái sinh là nhờ hai bí tích thánh thể và thanh tẩy, và nhất là trái tim giàu lòng thương xót của Chúa. Hai chân của Chúa Giêsu đã không bị đánh đập, cũng như hai tên trộm kia cùng chịu đóng đinh với người. Điều này mặc khải cho ta biết, Chúa chính là chiên phục sinh. Chúng ta thường nghe nói, nếu phạm tội, Chúa phạt xuống hỏa ngục. Thiên Chúa có đáng sợ như vậy không? Hay là một Thiên Chúa đầy yêu thương và từ ái? Ngài không muốn bị ai hư mất và chết trong tội lỗi đời đời. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa xuống thế làm người, vì muốn cứu chuộc chúng ta. Thiên Chúa muốn chúng ta chết, hay chính chúng ta là người muốn Chúa chết? Bằng chứng là một người lấy linh lưỡi đồng đâm vào trái tim Chúa để chắc ăn là Chúa chết. Khi Chúa sinh ra, thì hai trong ba vua tặng Ngài mọc trượng và nhũ hương làm quà sinh nhật. Thì hôm nay, Nicodemo lại lên đến cho Chúa mọc dựng và nhũ hương để viếng, tưởng niệm xác Chúa đã qua đời. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Let us pray. Now your limp, broken body is taken down from the cross and laid in your mother's arms. Her heart must have been broken. I can almost hear them sobbing as they held you for the last time. How do I deal with the deaths in my life? Do I finish grieving after these losses? Whether the death was when one of my family members left home, or if it was when someone I knew closely died. Sometimes I never get over these hardships in my life. Jesus, help me grieve when these things occur. Let me learn to deal with these partings that come in an honest and healthy way. When I experience a death of something in my life, help me to understand the sadness, the anger, and the disbelief that those who love you must have felt when they held you for that final time. Amen. Chiều nào cạn về tim anh, mây giăng một trời u buồn, đồi cao mênh mang u rũ, hoang sơ một trời tiếng thương. Giêsu đã hiến thân mình, chịu chết vì yêu chúng sinh, cho con bao nhiêu ân tình. Thăm khung trời tình yêu sát người, Giêsu hy sinh chịu chết, chết thầm giá chuộc tội nhân loại. Giêsu mang bao đau đớn chỉ vì yêu người ơi có hay. Con xin ăn năn thông hối, quyết từ nay trở về bên Ngài. Xin thương giơ tay đón lấy con về đây bên thân ân từ ai. Chặng thứ 14, táng xác Chúa Giêsu trong huyệt đá. Chúa Giêsu đã chịu biết bao tủi nhục, ngược đãi và đã được mai táng trong ngôi mộ mới. Trong những giây phút này, lời của người đã được minh chứng. Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, thì
thì nó mới sinh được nhiều hạt khác. Chúa Giêsu là hạt lúa miến đã chết đi, và từ hạt lúa chết đi đã trổ sinh bao nhiêu hạt lúa khác để nuôi sống trần gian. Chúa Giêsu là bánh hằng sống, là bánh ban xuống muôn đời để nuôi dân Ngài. Thông qua thập giá và sự phục sinh của Ngài, lời Chúa đã trở nên máu thịt nuôi dưỡng chúng con. Chúng con thờ lấy và ngợi khen Chúa Kitô. Let us pray. I can only imagine what it must have been like as they laid you to rest. I wonder what the disciples were thinking as they walked away from the tomb. Maybe there was silence. I bet there was crying and probably arms around each other after they said goodbye and left you there. Think of the loneliness, the emptiness, and the hopelessness that was there. Jesus, even when I am in the midst of pain and loss, never lose sight of hope. When it seems there is nothing else to hang on to, let me cling on to the hope and knowledge that in everything I do, you will always be with me. Amen. So attached to the cross because we have lived through our own suffering and can relate to the hurt and the pain of Jesus. It is so strange though, because Jesus was only on the cross for 3 hours. Many of us have left him there for most of our lives. We know him so well on Friday, but then we lose him on Sunday. We stay Friday believers because we have not learned or chosen to move beyond our suffering, our fear, and our pain. We are puzzled by Jesus' Sunday invitation to rise, to live, to heal, and to enter into a new life. The good news is not that we have suffered in sin. The good news is that we are forgiven, restored, and alive again. This time, follow Jesus all the way to Sunday, so that we can realize that through Jesus' death, we have new life. Amen. Lạy Cha chúng con, trên trời chúng con nguyện danh Cha sáng.